Người đứng đầu chính quyền thành phố Đà Nẵng tuyên bố đang phối hợp chuẩn bị cho Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC và hoan nghênh Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm thành phố biển miền Trung của Việt Nam. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 15 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nói Việt Nam và Đà Nẵng rất vui mừng chào đón nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Ngày 14 tháng 9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vào tháng 11, trong chuyến đi mà ông nói có thể sẽ bao gồm Việt Nam để dự hội nghị APEC. Từ tháng 7 năm nay, Đà Nẵng phát động chiến dịch Nụ Cười Đà Nẵng, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2017, dự kiến diễn ra từ ngày 6 tới ngày 11 tháng 11 năm nay. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hôm 11 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan đã gặp trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Hoàng Bình Quân, thảo luận về một loạt các vấn đề song phương và khu vực. Nhiều người mong đợi cuộc gặp này sẽ mở đường cho cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội.